Chào mừng các bác đã trở lại với kênh YouTube của Đồng Hồ Vang Vọng. Hôm nay em xin tiếp tục giới thiệu đến các bác chiếc đồng hồ tạ lê. Tạ lê đây. Đây là tạ lê. Và đồng hồ tạ lê thì không thể nào mà thiếu hai quả lê như thế này được. Và hai quả tạ lê này thì là chất liệu hoàn toàn bằng đồng. Rất là nặng. Rất là nặng. Đấy. Mặt đồng hồ đặc trưng của đồng hồ tạ lê thì thường là làm bằng in bằng số la mã và có họa tiết hình tròn bên trong như thế này. Bốn xung quanh thì là được điểm bằng bốn bức tượng nhỏ nhỏ bằng đồng như thế này để tạo thành một cái hình vuông tổng thể ở phía trước mặt với hai cái song chắn như thế này. Kim của đồng hồ là kim bằng đồng. Cũng có các cái họa tiết hoa văn được đúc. Mặt thì là mặt bên trong thì là hiển thị số La Mã, nhưng mà mặt bên ngoài thì là hiển thị từ số 5, 10, hiển thị phút thì là hiển thị bằng số quốc tế 60. Đây là 45, đây là 50, đây là 55 và đây là 60. Made in Holland rất là rõ ở đây, tức là chiếc đồng hồ này được sản xuất ở Hà Lan và được sản xuất ở những năm khoảng tầm 40 hoặc 50 gì đó. Hàng cổ. Đây, soi sang bên cạnh này. Soi sang bên cạnh thì chúng ta có thể thấy ngay đây là mặt kính này. Và phía sau mặt kính là cỗ máy đang hoạt động. Đấy. Nhìn mặt hông từ trên xuống dưới nhá. À, phía trên thì là có một vị thần đang là đỡ quả địa cầu. Và đặc trưng của dòng tạ lê này nữa đó là luôn luôn có một cái hình máy ở phía trên cùng như thế này. Đấy. Phía dưới là chuông. Đây, để đánh chuông giờ. Đây, có thể hiểu chuông được này. Đấy, thử lại nhá. Đấy, rất là đanh. Tiếng chuông rất là đanh. Thử lại được một lần nữa nào. Đó. Để đỡ được cái chiếc đồng hồ này thì là các nghệ nhân ở Hà Lan người ta đã sử dụng một cái tấm gỗ. Gỗ này là gỗ sồi. Đây, tấm gỗ như thế này. Nguyên một cái tấm gỗ từ trên liền, từ trên xuống dưới thế này. Và người ta bắt mọi thứ lên cái tấm gỗ đó. Sau đó treo lên tường. Gỗ sồi. Còn nổi văn nhá. Phía dưới đây là đang nhìn thấy đây là quả lắc. Đồng hồ này cũng có quả lắc. Và quả lắc là một hình người đang là cưỡi ngựa. Cũng được cách điệu theo cái phong cách chung của cái đồng hồ này. Mọi thứ rất là hài hòa và tổng thể. Không cái gì nó lạc trôi ra cái gì cả. Mọi thứ rất là hài hòa. Từ các cái chi tiết gỗ ở đây cũng được bo vân này. Nhìn kỹ thì là thấy vân này, bo này. Đây. Bo nhá, chứ không phải là gỗ trơn đâu. Đấy. Đó, chuông đó. Thử lại chuông nữa này. Đó. Đó. Hệ thống dây xích này cũng được làm bằng đồng nhá. Và dây xích này người ta cũng làm cho cùng màu, cùng tông màu với quả lê và các cái chi tiết hoa văn như thế này. Không làm lệch màu. Chỉ có cái mặt đồng hồ này là lệch màu này. Để tạo một cái sự khác biệt và tạo một cái điểm nhấn quan trọng nhất của chiếc đồng hồ đó là cái mặt của nó. Đen. Và đây là mặt nhôm phay. Có in số La Mã ở đây. Phía sau này là một lớp nhung nhá. Lớp nhung này. Đen xì luôn, đen tuyền luôn để nó tôn cái phần nhôm này lên. Đấy. Đây có khắc một vài cái chữ gì đó không thể hiểu được. Xong đây. Cảm giác nó như là một cái cột đỡ nhà vậy.
Và trong đây là có tác dụng vừa là trang trí và vừa là cột đỡ cái đồng hồ này. Rồi, em xin kết thúc video giới thiệu tại đây. Cảm ơn các bác đã theo dõi cái video này và nhớ subscribe kênh để cập nhật thêm các mẫu đồng hồ khác. Xin chào.